Một sử ký chương 5. Chương này cung cấp cho chúng ta một số câu chuyện về hai chi phái rưỡi đang ngồi ở bên kia sông Giô-đan. Thứ nhất đó là chi phái Ruben, câu 1 đến câu 10. Thứ hai là chi phái Cát, câu 11 đến câu 17. Thứ ba là thuộc về nửa chi phái Manasse, câu 23-24. Thứ tư là liên quan đến cả ba hành động kết hợp, thì chúng ta được cho biết là họ đã chinh phục Hakarit như thế nào. Cái chữ Hakarit là nó xuất phát từ chữ Aga, con cháu của Aga đấy, là người Ả Rập ấy, trong câu 18 câu 22. Rồi rốt cuộc thì họ cũng đã bị vua Assyri chinh phạt và bắt đi làm phu tù bởi vì họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời, câu 25-26. Câu 1 đến câu 8, và Ruben con trưởng nam của Israel vì làm ô uế giường của cha mình nên quyền trưởng tử đã về các con trai của Joseph là con trai Israel. Do vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử, vì Judah trỗi hơn anh em mình và bởi người mà ra vua chúa, song quyền trưởng tử thì về Joseph. Này con trai của Ruben, con trưởng nam của Israel là Henoc, Phalu, Hetron và Cadmi. Con trai của Joel là Semasa, con trai của Semasa là Cot, con trai của Cot là Simei, con trai của Simei là Mika, con trai của Mika là Reasa, con trai của Reasa là Ba-anh, con trai của Ba-anh là Be-era. Bị thiết ly Phi-lê-xe, vua nước Assyri bắt làm phu tù, người vốn là trưởng tộc trong chi phái Ruben. Anh em của Be-era theo họ hàng mình y như đã chép vào sách gia phổ là Je-i-en, trưởng tộc Sa-cha-ri, Bela con trai Asa, cháu của Sema, chắt của Joel, Bela ở tại A-ru-e cho đến Nebo và Ba-anh Me-on. Chúng ta thấy có ở đây là một đoạn trích từ gia phả. Thứ nhất là thuộc về chi phái Ruben, tại đó chúng ta có lý do tại sao chi phái này thì bị lui lại như vậy. Bởi vì nếu Ruben là con trai đầu lòng, tại sao lại không được liệt kê đầu tiên? Đó là bởi vì tội lỗi mô tả trong câu này đã khiến cho Ruben không được trở thành người đầu tiên trong số các con trai Israel. Ông đánh mất quyền thừa kế là bởi cái tội lỗi đã làm ô uế giường của cha mình. Đây là tội phạm vào điều răn thứ 7, đặc biệt là để lại vết nhơ không thể tẩy xóa ở trên tên tuổi của gia đình của một con người. Một sự sỉ nhục mà thời gian sẽ không thể xóa sạch. Dòng dõi của Ruben cho đến người cuối cùng mang ô nhục tội lỗi của Ruben. Tuy nhiên, mặc dầu chi phái đó đã bị suy thoái, nhưng nó không bị loại bỏ hoặc bị tước quyền thừa kế. Làm vấy bẩn danh dự của một người, Israel không phải là đánh mất hạnh phúc của họ. Ruben cũng mất quyền trưởng nam, nhưng quyền thừa kế theo thứ tự không thuộc về Simeon, vì nó vốn thông thường là như vậy. Và do đó không phải là theo trình tự tự nhiên, mà là bởi sự lựa chọn của ân điển. Ưu điểm của quyền thừa kế là được cái quyền thống trị và một phần tài sản gấp đôi. Ruben đã mất những thứ này. Người ta đã nghĩ quá nhiều rằng nên chuyển cả hai cho bất kỳ ai đó và do đó chúng đã được phân chia. Chúng ta thấy Joseph đã được nhận phần gấp đôi là vì hai chi phái có nguồn gốc từ Joseph là Ephraim và Manasse. Mỗi người đều được dự phần là con trai của Israel. Theo như trong Hebrews chương 12 câu 21 ấy, Jacob bởi đức tin ấy, lúc gần chết chúc phước cho hai con trai của Joseph và nương trên gậy mình mà lại. Cũng như trong Sáng Thế Ký chương 48 câu 14-16 nói về điều này. Và câu 22, mỗi chi phái đó đều đáng kể và được tạo thành như một hình ảnh tốt, như bất kỳ ai trong số 12 người, ngoại trừ Judah. Judah nắm quyền thống trị, nhưng mà trong Sáng Thế Ký chương 49 câu 10, Jacob nói rằng ấy là cây phủ việt chẳng hề rời khỏi Judah, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến trường đấng Silo hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Trong số đó, người đứng đầu là David, và khi thời gian đã trọn thì hoàng tử là vua Messi ngài đến. Như trong Michê chương 5 câu 2, vậy nên ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em ngài sẽ trở về với con cái Israel. Vinh dự này đã được bảo đảm cho Judah, mặc dầu quyền thừa kế là của Joseph, và vì có được điều này, Judah không cần phải ghen tị với Joseph đã được phần gấp đôi. Bởi vì sao? Bởi vì Judah là được nắm quyền của vương trượng. Gia phả của các quan trưởng của chi tộc này, gia tộc trưởng của họ, đây là chỉ giản lược thôi, tức là từ Be-ra trong câu 6, người đứng đầu gia tộc này khi vua Assyri bắt làm phu tù. Có lẽ ông được nhắc đến như là hoàng tử của người Ruben vào thời điểm đó bởi vì ông đã không làm phần việc của mình để ngăn chặn sự lưu đày. Sự mở rộng bờ biển của chi phái này, gia súc họ ngày càng gia tăng, được nhân lên gấp đôi, lấn át những người Hakarit láng giềng của họ và mở rộng cuộc chinh phục của họ, mặc dầu tuy là không đến sông Euphrat nhưng mà đến vùng đồng bằng tiếp giáp với dòng sông đó, như trong câu 9 và câu 10. Về phía đông, người ở lối vào đồng vắng cho đến sông Euphrat, vì trong xứ Calat bầy súc vật chúng sanh nhiều lắm.
Câu 10. Trong đời vua Saul, chúng ra đánh giặc với dân Hagarit thắng hơn họ và ở trong trại họ tại khắp miền phía đông xứ Calaat. Câu 11. Con cháu Gad ở đối ngang chúng nó trong xứ Basan cho đến Sanca. Người Hagarit là bộ tộc của người du mục gọi là Nomad hay là Senit, là người Ả Rập, là những người sống trong lều không có nhà ở cố định. Tài sản của họ bao gồm gia súc. Con cháu của Ruben đã trục xuất những người Hagarit này và chiếm đoạt tài sản và lều của họ và cư ngụ tại những nơi họ sinh sống. Như vậy Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự Ngài như lời Ngài đã hứa, là đánh đuổi kẻ thù từng chút một và ban cho họ đất đai của họ khi có cơ hội. Trong suốt Ê-díp Tô Ký chương 23 câu 29-30 chép rằng: Ta sẽ chẳng đuổi chúng nó đi hết trong một năm đâu, ai khi xứ sẽ trở nên đồng vắng và loài thú rừng sanh sản ra đông hại ngươi chăng? Nhưng ta sẽ đuổi chúng nó lần lần khỏi trước mặt ngươi cho đến chừng nào số người thêm nhiều và có thể cầm đất đó làm sản nghiệp. Câu 12-17. Joel là trưởng tộc Gia-pham làm phó, lại có Gia-nai và Gia-phát ở Ba-san. Anh em tùy theo tông tộc chúng là 7 người: Mica-en, Mesulam, Zeba, Zorai, Zakan, Sia và Ebe. Đây là các con trai của Abihai. Abihai con trai của Huri, Huri con trai của Zaroa, Zaroa con trai của Calaat, Calaat con trai của Mica-en, Mica-en con trai của Jesisai, Jesisai con trai của Giác-đô, Giác-đô con trai của Bu-sơ, Ahi con trai của Abdien, Abdien con trai của Juni, Ahi làm trưởng tộc. Chúng ở nơi Calaat, Pasan, cùng trong các hương thôn của xứ ấy, lại ở trong cõi Saron cho đến giới hạn nó. Những kẻ này đã được biên vào sách gia phổ trong đời vua Jotham nước Juda và trong đời vua Jeroboam nước Israel. Về chi phái Cát thì một số đại gia đình của chi phái đó được nêu tên ở đây. Như trong câu 12, 7 người là con cháu của Abihai, những người đó có phả hệ lần theo từ con sang cha. Câu 14-15, như ở trong câu 4 câu 5 thì nó là lần theo đời từ cha sang đời con. Những gia phả này được hoàn thiện vào đời Jotham vua Juda nhưng đã được bắt đầu từ vài năm trước đó dưới triều đại của Jeroboam II vua Israel. Lý do cụ thể nào để lấy những thông tin này sau đó không thấy xuất hiện, nhưng đó là ngay trước khi họ bị người Assyria bắt đi làm phu tù như đã xuất hiện ở trong hai các vua chương 15 câu 29-31. Khi sự phán xét của Chúa đã sẵn sàng giáng xuống trên họ vì sự suy đồi và bội đạo tồi tệ của họ, thì họ tự hào về gia phả của mình rằng họ là con cái của giao ước. Như người Do Thái vào thời Chúa Giêsu của chúng ta, họ đã chín mùi về sự hủy diệt và đã khoe khoang rằng tổ phụ chúng ta là Abraham. Hoặc có thể có một sự quan phòng đặc biệt trong đó, và mặc dầu hiện tại họ bị đuổi ra ngoài nhưng họ sẽ không bị trục xuất mãi mãi. Những gì chúng ta thiết kế để nêu ra sau đây giống như là một bản hồ sơ lưu trữ. Trong câu 18-20, trong con cháu Ruben người Cát và phân nửa chi phái Manasse, các người lính chiến có tài cầm khiên, cầm gươm, dương cung và thạo về lính chiến là 4.760 người có thể ra trận được. Chúng giao chiến với dân Hagarit, dân Zetua, dân Naphi và dân Nobdab. Trong khi giao chiến, chúng yêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài thì cứu giúp cho phó dân Hagarit và cả những kẻ theo nó vào tay chúng. Chúng ta thấy là trong chương 4 Gia-bê cũng đã kêu cầu Chúa, Giô-sa-phát trong hai sử ký chương 20 cũng kêu cầu Chúa. Quân đoàn sấm sét của vị vua quá cố Thụy Điển, người đã có lời cầu nguyện trước trận chiến vĩ đại tại Lutzen, nơi ông đã ngã xuống. Ông cũng đã cầu nguyện là ngày hôm nay xin Chúa Giê-xu được trở thành đấng giúp đỡ đắc lực của con và cho con có lòng can đảm để chiến đấu vì danh dự của Ngài. Chỉ trong lời cầu nguyện này và ông đã giữ phần chắc chắn nhất, nó giống như là toàn bộ bộ áo giáp của mình trong cái trận chiến đó. Để này mô tả những cuộc chiến tranh xét xử độc nhất mà Chúa đã kêu gọi Israel để chống lại người Canaan khi họ đến đất hứa. Đây là một cuộc chiến tiêu diệt đối với tình trạng chính trị của người dân mà không có gì có thể biện minh được ngoài đó là Chúa chỉ đạo đặc biệt mà thôi, chứ không có ngoại lệ, không có thành rập khuôn. Và Ngài không thể ban điều này chống lại bất kỳ ai trừ khi cái chén tội ác của người đó đã đầy. Người Hagarit sùng bái thần tượng như trong câu 21-26. Chúng bắt được những bầy súc vật của các dân ấy là 5 vạn lạc đà, 25 vạn chiên, 2.000 lừa và luôn 10 vạn người. Cũng có nhiều người bị chết vì trận này bởi Đức Chúa Trời mà có. Chúng ở thay vào các dân tộc ấy cho đến khi bị bắt dẫn đi làm phu tù. Người nửa chi phái Manasseh ở trong xứ từ Basan cho đến Bãi Hẹt-môn, Senia và núi Hẹt-môn. Nhân số họ rất đông. Đây là các trưởng tộc trong dòng dõi chúng: Efe, Zisi, Elien, Achrien, Jeremy, Hodavia và Zakdien đều là các trưởng tộc vốn người mạnh dạn có danh tiếng. Song chúng phạm tội cùng Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình và thông dâm cùng những thần của các dân tộc của xứ mà Đức Chúa Trời đã hủy hoại trước mặt chúng.
Đức Chúa Trời của Israel xui dục lòng phun vua nước Assyri là Tiếc La Phi Lê Xe. Vua nước Assyri đến bắt người Ruben, người Cát và nửa chi phái Manasse, đem chúng về ở Hala Chabo Hara và miền gần sông Gosan là nơi chúng còn ở cho đến ngày nay. Những người đứng đầu nửa chi phái Manasse đang ngồi bên kia sông Giô-đanh được nêu tên ở đây, câu 23-24. Lúc đầu phần đất của họ chỉ là Ba-san, nhưng sau đó họ trở nên giàu có và quyền lực hơn rất nhiều, đến nỗi họ đã lan rộng ra phía Bắc, thậm chí đến tận Hẹt-môn. Hai điều duy nhất được ghi lại ở đây liên quan đến các chi phái phía bên kia sông Giô-đanh mà tất cả họ đều có liên quan, chia sẻ. Đó là thứ nhất, trong một chiến thắng vẻ vang trước người Hakarit, đó là những người Ishmael bây giờ được gọi bằng tên đó là bởi vì nhắc nhở rằng họ là những con trai của phụ nữ nô lệ là Hagar, tức là người Hakarit là người Ishmael. Hakarit là Aga đấy, người đã bị đuổi ra ngoài. Chúng ta không được biết là khi nào chiến thắng này đạt được, liệu nó có giống với chiến thắng của người Ruben như trong câu 10 vào thời Saul, hay là đó là của một trong những chi phái này làm cho phấn khởi và kích động những chi phái khác hay không, thì điều này không chắc chắn. Nhưng dường như mặc dầu vào thời của Saul thì lợi ích chung của vương quốc còn yếu và thấp, nhưng một số chi phái hành động riêng lẻ đã làm có lợi cho chính họ. Đây là một quân đội dũng cảm mà các chi phái biên giới này đã đem vào chiến trường để chống lại người Hakarit. 44.000 người trở lên, tất cả đều mạnh mẽ, dũng cảm và thiện chiến. Rất nhiều người mạnh mẽ, biết sử dụng vũ khí. Trong câu 18, Israel có thể đáng kể hơn biết bao so với thời các quan xét, nếu như tất cả các chi phái cùng nhau hành động, họ đoàn kết lại thì sẽ tốt hơn biết là bao. Họ đã chọn con đường nào để giao chiến, để mà chống lại Đức Chúa Trời của họ. Họ đã kêu cầu Đức Chúa Trời, không phải giao biến, xin lỗi. Mà họ, trong trường này họ đã kêu cầu Đức Chúa Trời và đặt lòng tin vào, tin cậy vào nơi Ngài trong câu 20. Bây giờ họ thực sự hành động như những người Israel, là dòng dõi tin kính Abraham, đặt lòng tin vào nơi Đức Chúa Trời. Mặc dầu họ có một đội quân hùng mạnh, nhưng họ không dựa vào đó, mà dựa vào sức mạnh thiên thượng, quyền năng thiên thượng. Họ tin cậy vào sự ủy thác của Đức Chúa Trời để tiến hành chiến tranh với các nước láng giềng nhằm mở rộng bờ biển của họ nếu có cơ hội, ngay cả với những quốc gia ở rất xa bên cạnh các quốc gia đã bị suy phục. Họ trông cậy vào sự quan phòng, đối chiếu trong phục truyền 20 câu 15, và họ trông cậy vào sự quan phòng của Chúa để ban cho họ thành công. Họ là dòng dõi Gia-cốp, là người cầu nguyện. Gia-cốp là người cầu nguyện, đã kêu cầu với Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong trận chiến, khi có lẽ lúc đầu họ có nguy cơ là bị thua, nhưng mà trong cơn hoạn nạn thì Chúa muốn cho chúng ta kêu cầu Ngài. Và trong những cuộc xung đột thuộc linh của chúng ta phải nhìn lên thiên đàng để có được thêm sức mạnh, và chính lời cầu nguyện tin tưởng sẽ là lời cầu nguyện chiến thắng. Chúng ta được biết là họ đã hành động như thế nào, họ đã kêu cầu với Chúa, mặc dầu hoạn nạn đã đẩy họ đến với Ngài, Ngài rất sẵn sàng để nghe và trả lời cầu nguyện. Họ đã được giúp đỡ chống lại kẻ thù của họ vì Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm thất vọng những ai kêu cầu Ngài. Và sau đó họ đánh đuổi quân thù, mặc dầu vượt trội về số lượng so với họ, nhưng họ đã giết chết nhiều người và bắt 100.000 người làm tù binh, làm giàu với rất nhiều chiến lợi phẩm và định cư tại nơi xứ của họ. Ông cô 21-22. Tất cả những điều này là bởi vì cuộc chiến là của Chúa và thực hiện trong sự kính sợ Chúa, tiếp tục phụ thuộc vào Ngài. Nếu trận chiến là của Chúa thì có lý do để hy vọng và nó sẽ thành công. Sau đó chúng ta có thể mong đợi sự thịnh vượng trong bất kỳ công việc nào, và chỉ sau đó khi mà chúng ta luôn đem Chúa đi cùng theo với chúng ta trong đời sống. Thứ hai, cuối cùng thì họ cũng đã chia sẻ một thời gian dài bị lưu đày một cách khéo léo. Nếu họ luôn gần gũi với Chúa và bổn phận nghĩa vụ của mình trong điều răn ấy, thực hiện điều răn, thì họ sẽ tiếp tục tận hưởng cả phần đất xưa kia và những cuộc chinh phục mới của họ. Nhưng đáng tiếc họ đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như câu 25 nói, họ ở trên các biên giới và lân bang với hầu hết các quốc gia láng giềng. Nhờ đó họ học được những thói quen thờ hình tượng của những người láng giềng và truyền bệnh, truyền nhiễm này cho các chi phái khác. Vì điều này Đức Chúa Trời đã có một cuộc chiến tranh với họ. Ngài là chồng của họ, và không có gì ngạc nhiên khi lòng ghen tương của Ngài bùng cháy như lửa đốt khi họ hành dâm theo các vị thần khác. Công bằng là một đơn ly hôn đã được trao cho một người phụ nữ ngoại tình. Đức Chúa Trời đã khuấy động tinh thần của các vua Assyri, đầu tiên là người này rồi đến người khác, để chống lại họ, phục vụ mục đích riêng của Ngài bằng kế hoạch của những vị vua đầy tham vọng đó, sử dụng họ để trừng phạt những kẻ nổi loạn này trước tiên. Và khi điều đó không hạ nhục được họ, sau đó hoàn toàn để nhổ tận gốc rễ, như câu 26 ấy. Những chi phái này là những chi phái tuy là đầu tiên nhận được phần đất của mình, nhưng họ đã bị đi lưu đày đầu tiên. Họ sẽ có vùng đất tốt nhất, không tính đến việc nó nằm ở trong vị trí lộ thiên nhất. Nhưng những người này ấy đã bị chi phối bởi lý trí hơn là luân lý, hoặc là về niềm tin, sự kính sợ Chúa trong những sự lựa chọn của họ, thì họ đã phải trả giá phù hợp, sự đối đãi phù hợp mà họ đã chịu.